Chắc hẳn nhiều cặp đôi vẫn chưa biết thời điểm thích hợp nào để chụp ảnh cưới, mà họ cứ thích chụp lúc nào là có thể chụp lúc đó. Bạn nên chụp ảnh cưới vào thời điểm nào? Thường thì bộ ảnh cưới đẹp nên lựa chọn vào dịp cuối năm hoặc đầu năm. Khi đó thì hoa nở nhiều và bạn có thể chụp được rất nhiều kiểu của những loại hoa và khung cảnh lãng mạn khác nhau. Mùa hoa nở, không chỉ có những đôi sắp cưới mới đi chụp ảnh mà còn rất nhiều những người thích cảnh hoa, thích những cái đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Và những địa điểm chụp ảnh đẹp thường có rất nhiều, bạn có thể thoải mái lựa chọn. Mỗi tỉnh thành lại có những địa điểm chụp ảnh khác nhau và có những vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng. Không những thế, mà chụp ảnh ở đây vào dịp này, bạn có thể đồng hành với những người bạn đời của mình mà không sợ nắng nóng. Yếu tố nắng nóng của mùa hè có rất nhiều những tác động không tốt khi bạn thực hiện bộ ảnh cưới vào mùa hè như đổ mồ hôi, bạn cảm thấy rất mất nước và nhanh mệt. Cũng chính vì thế mà bạn không muốn thay đổi quá nhiều váy vào lúc đó vì đã quá mệt. Cái quan trọng nhất khi mà mồ hôi xuất hiện thì nhân viên trang điểm cũng như cô dâu rất vất vả. Không những thế, cô dâu cũng rất vất vả đi theo và hiệu quả tạo ra ảnh đẹp là rất thấp. Hãy liên hệ ngay tới ảnh viện áo cưới Yêu Media để có những hình ảnh đẹp cho ngày trọng đại của mình nhé.